ngày 21 tháng 5 nhằm ngày 14 tháng 4 năm Giáp Thìn tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, Hà Nội. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức nghi lễ cung rước xá lợi Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Lễ cung rước xá lợi Phật và xe hoa mừng Phật đản sinh diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ tối với sự tham gia của hàng nghìn chư tôn thiền đức, đông đảo tăng ni Phật tử và nhân dân chiêm bái. Đoàn xe hoa cùng hình tượng Phật đản xuất phát từ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số 73 phố Quán Sứ, qua các phố Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo và trở về 73 Quán Sứ, Hà Nội. Đoàn lễ rước đã đi qua những con phố lớn của thủ đô Hà Nội. Ánh sáng từ những xe hoa, kiệu Phật hay từ chính những chiếc đèn bông sen trên tay mỗi Phật tử, hòa cùng tiếng niệm hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã tạo nên một không gian lắng đọng, an yên trong lòng mỗi người con Phật tử. Đoàn rước đi tới đâu đều tỏa ra năng lượng của bình an và sự hoan hỷ tới đó. Ai nấy đều xúc động chắp tay cung kính, niệm danh hiệu Phật và nguyện cầu Phật Pháp Xương Minh, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc no ấm. Buổi lễ đã khép lại trong niềm tự hào và hoan hỷ vô biên của toàn thể đại chúng.